Triển lãm sinh vật cảnh Văn Giang. Xin mời các bác tiếp tục tham quan. Chủ sở hữu là Vũ Tấn Mai. Đây là một cây sam núi. Cây sam núi nữa này. Cây này cũng của chủ nhân là Vũ Tấn Mai. Đây là một cây mai chú thủy. Một tác phẩm rất tuyệt vời, được làm theo phong cách chơi cây của người Việt Nam, cũng có lẽ là người Việt Nam làm cây này. Đây là một cây xanh quê. Cây này lùn cây, kiểu dáng rất là đẹp. Những tác phẩm xanh quê như thế này thì ai cũng phải mê. Rất là tuyệt vời. Được trồng ở trên một cái khay mỏng cũng rất là đẹp. Linh Sam này. Đây là một cây xanh. Cây này rụt rịt, côn cây. Thân cũng có những cái lưu cục. Rất là đẹp. Cây này nhỏ nhưng rất là tuyệt vời. Si này. Đây là một cây thông đen. Cái này của Neo Garden. Rất là đẹp. Gốc bồ ngọn chỉ. Cây si này. Cây si này rất là già cây. Kiểu dáng cũng rất là đẹp.
Rất nhiều những tác phẩm đẹp được mang đến trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh Văn Giang. Cái thông đen nữa này. Cây dưới này có kiểu dáng cũng đặc biệt. Quái cây. Chủ nhân là Ngọc Sơn. Xanh này. Dưới này. Cái này kiểu dáng cũng đặc biệt. Đẹp. Đây là cái du. Đây là một cây đơn thái. Chủ nhân là Anh Cường. Cái này bộ tán cũng được làm theo phong cách như làm cây của người miền Nam. Tự nhiên. Đây là cái tổng La Hán. Xanh. Chủ nhân là Ngô Mạnh Hiệp. Cái này chân vệ đẹp. Si này. Tác phẩm Si rất là tuyệt vời. Kia Si nhiều thân. Bộ tán làm quá đẹp luôn. Xanh này. Cái này gốc và bệ rất là đẹp. Thân được làm côn. Xanh nữa này. Cái này cũng của chủ nhân là Sơn Ô Tô.
Đây là một cây si. Mai chú thủy. Linh Sam này, cái này của Neil Garden, cái này có gốc rất là đẹp, phần lũa cũng đẹp. Đây là một tác phẩm lộc vừng. Tác phẩm lộc vừng này nhiều thân. Nhìn là tổng thể cũng đẹp. Xanh này. Xanh nữa này. Chủ sở hữu là Nguyễn Văn Dân. Đây là một cây ngâu. Xanh này. Đây là cái C. Xanh này.